Nè coi anh chích một đường quỷ khóc thằng sầu luôn. Đối thủ ức chế, tụi em muốn chơi đường nào tụi em chơi. Thế thì quốc tế ba băng về. Cái gì? Không đỡ hả? What? Má tôi bị hụt nữa hả? Lại. Lean body, ta một đời ngạo nghễ. Thế má xê định một kiếp hùng anh. Trong cuộc đời đâu chỉ sống với danh, mà thơ mộng trên từng cung cảm xúc. Xin chào mấy em. Lâu quá không gặp lại mấy em trong chương trình pizza. Từ lúc anh đi Mỹ tới giờ là anh không quay clip pizza nào mấy em biết không? Tại vì sao? Tại vì trong quá trình anh đi Mỹ, tụi nó lấy cây cơ 28 triệu của anh ra. Tại nó quýnh thì sao gãy mẹ cái ngọn. Đây là cái ngọn cơ mới anh mới ship bên Ý về mấy em. Hên ship trước mùa dịch. Hên ship trước mùa dịch. Đó. Chán lắm. Tụi nhỏ nhà lấy cơ ra đâu biết đâu. Thấy cơ nào như cơ nấy. Mấy cái cơ kia có logo THOL, nó không dám rớ mấy em. Nó thấy cơ này không có logo THOL, cơ là Layani. Mà cái tên gì lạ lạ tới đây nè, tên gì mà Steven Dake gì nè. Đó, để một cái một gãy mẹ cái ngọn nó là gì. Thế mắt xê định một kiếp hùng anh, nhớ không? Nó mổ một cái không đúng, nó bi trúng cái bàn, cái tạch cái mình mổ không ngay, mổ xéo xéo rồi nè. Cái mũi cơ này văng cái đầu lơ ra, cơ gãy trách ra đây. Trời ơi, tao về tao tức quá trời luôn má ơi. Đó là lý do anh không quay. 28 triệu mới lấy cái ngọn về. Rồi hôm nay á, vợt là pizza ha. Thì mình vợt là mình đi những đường cơ bản thôi. Bây giờ ví dụ như giờ anh bị trắng đi, cái bị vàng về đi, cái bị đỏ đi, quýnh sao mấy em? Điếc rồi đó, bị đại học giải, bị điếc rồi đó. Thằng nào quýnh trúng này cho ngàn. Ngàn đô. Bị trắng. Quýnh vàng, quýnh đỏ hả? Chứ sao? Đấy, sao dễ kiếm ngàn kìa. Mày vô mày kiếm. Trời đất ơi, bi này mà dễ hả? Con không phải giò gà lơi đó con. Trời, quá dễ. Giò gà lơi. Giò gà lơi mà đụng cái dậu này chỉ có đất lòn thôi. Không thể nào khác được. Này chỉ có một đường trúng thôi. Nè quốc, mày cãi thầy, tao mày cãi không? Thằng nào cãi tao, tao nói cái lỗ là lỗ lò, không dễ ăn đâu mấy em. Lại, đợi muốn ăn cái lỗ rồi nè, phải chơi ốc phê dâm, ốc phê dâm là ốc phê vậy nè, không? Để phê nghịch đẩy ra dày vô ó, thịt đẩy ra dày vô ó, nó mới gom. Quan trọng là gom bi. Mấy em có phục hay không phục cũng phải chấp nhận thôi. Cũng phải chấp nhận thôi, kèo này không khác được. Xả chết mấy em. Bây giờ cờ đập đá xả chết thôi chứ làm gì giờ. Nhớ chưa? Hai điểm, điểm thứ ba hên thôi. Mà muốn quýnh chọc quê đó hủ cái tướng phải bựa vô. Đó. Nè, hên thôi nè. Hên thôi. Trời mày khó quá, thôi bỏ. Hồi lại mấy em. Cái đường đó là đường anh Dương mới chỉ nha, đường đó bá đạo quá. Rồi. Quýnh ngay táo mới ăn với ai chơi quýnh kỳ vậy? Quýnh ngay táo. Nghe đi, quýnh ngay táo luôn. Có phải vậy không ta? Nãy như khó hơn. Đó. Ủa sao thấy lạ ta? Thôi cãi mẹ nó đi. Bi này vào gà lửng, đúng không? Quýnh ngay bụng mập luôn. Cắm cái cơ xuống một xíu để cho tạo cái lực mà nó trì á, nó trì cho bi xuống. Quất dày vô thằng này, đừng nhìn thằng đỏ mà nhìn nó cũng học rồi. Wow. Ốc phê thuận một tí xíu thôi nha. Đó, công thức trúng, nó học không còn trúng nữa mày. Rồi cái đường hồi nãy là đường anh Di không có chỉ mày. Đường đó là nó quýnh chung đối thủ, nó giật mình, nó sợ quá. Mình quýnh đường khác cho nó nhẹ nhàng, nó nho mỹ hơn nha. Nãy chơi nho tàu, anh Di đã từng nói một câu gì? Khi chúng ta bế tắc chúng ta phải nghĩ tới chè. Khi chúng ta bế tắc chúng ta phải nghĩ tới chế. Nha, nhìn chích làm sao? Chích làm sao chuẩn bị này mấy em? Tao chích một đường quỷ khóc thần sầu luôn nè. Đá từ lưa luôn nè. Đủ kỹ ta. Lại mấy em.
Điều khỉ vô phê nó ra, mày nay kỳ lắm. Nó phê nó mới chuồn. Nè coi anh chích một đường quỷ khóc thằng sầu luôn. Đối thủ ức chế, tụi em muốn chơi đường nào tụi em chơi. Thì bà bóng tế về á. Được có 2 băng rồi phải không? 3 băng 2 băng mấy em. Cho dù 3 băng hay 2 băng gì đường đó vẫn làm cho đối thủ sốc. Ghi vô. Đường đó sốc ngang. Này sao? Cái này khi mà chúng ta bế tắc chúng ta phải nghĩ tới trệt. Khi mà chúng ta bế tắc chúng ta phải nghĩ tới trệt. Trệt. Má nó đá bậy bạ không ta. Này 2 băng trúng là xiền. Nhưng mà nguyên tắc quýnh bi á, thí dụ như đổ bi. Anh ví dụ cho tụi em kỹ năng thôi. Đổi bi nha. Bi đựng 2 băng. Tại sao? Tại vì bi này 2 băng là ghê lắm. Thí dụ như thằng quýnh trúng thì không nói. Mình quýnh hụt rồi để bi cho nó liền luôn. Này thí dụ 2 băng nè. Nè thấy không? 2 băng phải không? Thí dụ sao tao quýnh cái gì cũng trúng hết trơn trời. Thí dụ hụt đi. Mình cứ ví dụ là nó hụt nó ra cái này phải chết ta chưa? Thằng kia nó vô. You can. Được mày kia. Thằng kia you can. Má ơi. Nè nó trúng này mới quê nè. Ví dụ lặng lặng một xíu đi. Đó. Mày thấy cái đường đó chưa? Ví dụ thôi. Xét cơ bà ơi. Đó. Bởi cái đường đó đừng có chơi. Lại. Nãy bi nó sao ta? Nó như vậy đúng không? Thằng này nó đâu đây nè. Đó. Bi này nè. Nhốt chết trong băng cho anh. Mày nhốt nó trong băng là bảo đảm thằng kia gặp băng nó cũng được. Không cũng được nữa. Không cũng được nữa, chạy đâu chạy kệ bà, nó bảo đảm nó đói à. Ê đá chi mày, vậy cũng chết rồi đúng không? Anh ví dụ cách đánh nha, anh không nói cách trúng nha. Thằng kia nó gặp cái này là thấy bộ nội rồi, má đường nào cũng giữa ruộng không à. Quýnh đi. Nào chạy bi ta. Thí dụ như mình bi trắng, nó bi đỏ. Đó, quýnh nào chạy bi ta. Cái ông ngu quýnh về. Ví dụ thôi, nè. Xong mà thấy mày có hàng rồi đó. Thấy chưa? Bởi chạy bi nó quan trọng lắm em. Thấy tôi quýnh nó bi đẹp chưa? Rồi. Cắm vô đây. Tao đủ. Chúng nhang. Không có học nhang. Chúng nhang. Quê chưa. Lại à. Thí dụ như cái bi gần xịt về nó làm gì, cái này chúng chắc. Nó xa nó mới sợ nè, thấy không? Cái bi vậy nè. Dù tao quýnh gì. Nè, bắt trước. Đá vỡ mỏ. Tao còn chiêu đá rồi, tao chưa nói đúng không? Đá vỡ mỏ. Bây giờ phải né đá mẹ. Giờ mình chúng ta cùng nhau phân tích cách này quýnh bi rồi sao để cho nó né đá. Nếu cho bi này quýnh sao né đá mẹ. Quýnh vô đây. Quýnh giày vô. Tập đi. Nó xếp chúng rồi đó. Tập đi mấy em. Tập đi mấy em. Đó, xem chúng á, tập đi rồi tả tiền giờ luôn. Trời ơi, tao bị quýnh vậy, không quýnh đi quýnh dĩ ba. Không, cái thợ máy móc. Tập đi mấy em, tập đi rồi tả tiền giờ luôn. Thôi giỡn cái nhang vô đó được rồi, quan trọng là cái cú cắt hồi nãy đó mấy em. Cắt ốc phê công đã lắm nè, nhớ cắt nè. Không, cắt. Ốc phê nó tục lắm. Tập đi, bảo đảm mấy em, thằng đối thủ nó bỏ cơ nó quê liền. Học ai đừng nói là học Duy Nguyễn tay hát on là nha mấy em. Anh là chuyên gia có những thế bi khựa. À, xin chào mấy em. Nè coi anh chích một đường quỷ khóc thằng sầu luôn. Đối thủ ức chế, tụi em muốn chơi đường nào tụi em chơi. Bà mẹ đó. Nói thiệt chứ. Thế nó chạy là nghi rồi mấy em. Tức quá. Lại. Hôm nay làm clip chỉ đường đó đó ba. Nói vậy nè. Không. Khi chúng ta bế tắc chúng ta phải nghĩ tới chết.
thi quốc tế ba băng về. Cái gì? Không đó hả? What? Má TV hụt nữa hả? Lại mệt quá, lại. Cái chiều mình muốn chỉ phải chiều đó. Nãy giờ râu ria cấm lợn thôi. Này nó đọc nè. Má quýnh này gom biêu nè mấy em. Tùy lực nha. Nghe không? Ăn giò gà là xưa rồi. Này quýnh chừng 10 trái trúng trái à. Hồi nãy là kéo vô đây đúng không? Ba văn, giờ kéo vô băng ngắn. Nó ra đường bi cong cong đã lắm. Cắm cơ xuống nha. Mỏng thôi. Học quay. Khó lắm, má đường nó trúng mà nó khó lắm. Bởi vì tao mới chỉ cuối á. Nó trúng một cái bảo đảm kêu quê luôn à. Đường kỳ lắm. Má lên. Ủa mà trái này trúng không vậy? Nope. Không trúng luôn hả? Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực. Bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy. Đầy oai phong ôm trọn cả núi sông. Ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa. Địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai. Hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung. Khi bên ta em sướng danh mỹ nữ. Ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh. Cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.